bị hẹp cái đốt sống cổ, đó là bị đau, đau nữa nữa bên đầu, đau xuống tay. Được. Rồi bây giờ cái tay dở lên có khó khăn không? Dạ bình thường, nhưng mà nó tê, đôi khi mình nãy đây mà nó giật. Nó giật vào mặt, nó có khi nào mình đi có bị giật người không? Không. À, bị bao lâu à? Dạ con bị khoảng 2 tháng rồi, nhưng mà trước đó đã đau rồi. 2 tháng này nó mới đau nhiều. À. Nhưng mà trước đó là... Trước là 2 tháng rồi. 2 năm, nhưng mà đi khám bác sĩ ấy, thì nó uống thuốc về nó hết, xong rồi nó lại bị đau. Thuốc đâu có hết được, thuốc chỉ bỡ bớt đau thôi. Rồi bây giờ là đứng dậy đi, quay lưng ra rồi sao, đó rồi, để dòng ra nè, cái tia giật, cầm dưới thang kia. Rồi dòng lên đi, hai cái này đụng nhau, ôi trời ngon lành, tay kia. Ừ, ngon lành, anh đâu có đau nhiều đâu. Rất đau rồi, hiện nay có đau không? À, nhưng mà nằm xuống có chống mặt hả? À, đây đâu cần coi, đây này làm cái hết rồi. À, bây giờ cái tay á, thí dụ như cái tay, bây giờ nắm lại con trai có đau không? Hiện nay giờ nắm lại có chặt không? À, này đâu có bị nhà hiệu rồi, đâu có gì đâu. Bỏ đồng hồ, bỏ đồ ra hết. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh,
tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.